Xin chào các bạn, hôm nay đi ra tìm cà chua hay trái cây gì hái nè các bạn ơi. Được một trái nè, đó. Một trái, còn cái trái này hư rồi. Trái này nó hư rồi. Nguyên cả chùm này mấy bữa nó hườm hườm mình không hái, bây giờ mưa xuống nó hư hết rồi nè các bạn. Đó, hư hết trơn rồi ha. Được một trái này ok. Rồi cái thùng rau triệu view nè, bây giờ đâu có ra trái gì đâu. Ra mấy cái trái nhỏ nhỏ ở dưới này thôi. Đó, không có trái gì chín thêm hết trơn. Đó, các bạn ơi, hôm nay ra đây tìm cái bụi khoai lang thử nằm ở đâu rồi. Nè, cái bụi khoai tây mình trồng bây giờ nó lớn nè các bạn. Đó, trồng bao nhiêu ngày tháng rồi ha. Mình kiểm tra xem cái củ nó tới đâu rồi. Có củ chưa? Wow, nó bị úng cái củ á. Cái củ mà mình bỏ xuống mình trồng nè các bạn, thấy chưa? Nó úng đi rồi nó ra cái rễ khác. Củ này là cái củ mình bỏ xuống làm giống nè. Nó úng ra nhìn ghê chưa? Đó, để xem có củ mới không nha. Mùa này trồng có củ mới không? Mùa này mùa lạnh chắc trồng không ra củ quá à. Ra củ gì không? Nè các bạn, đang ra mấy cái củ nhỏ tí tí nè. Thấy chưa, lạnh nó đâu có ra củ đâu. Mấy cái củ mình bỏ xuống đây để mình trồng nó lên cây này nè, nó bị úng. Xem có cái củ nào. Toàn là đang ra củ nè các bạn. Ra mấy cái củ nhỏ tí à. Thôi, đây nè, đây có củ nè. Đang ra củ nhỏ. Vậy là cà chua không biết có sống được mùa đông. Cái gì, quên rồi. Khoai tây không biết có sống được mùa đông không nghe. Có củ gì không? Đây nè, có củ nè. Nhỏ tí à. Đó. Mới trồng vừa rồi bây giờ cũng đã củ đó. Có cái củ nào ha. Đó, ra đào thử cho các bạn xem thì nó ra củ nhỏ nhỏ như thế này. Rồi bỏ đây xuống tiếp. Mà nhỏ hết lên đi ha. Mùa tuyết tới rồi. Xem có gì không. Đó, nó mới bắt đầu thôi các bạn ơi. Này, củ của nó chỉ như vậy thôi. Thôi chắc bỏ xuống lại ha. Bỏ xuống lại cho nó sống tiếp đi. Rồi, bây giờ tìm cái bụi khoai lang. Cái bụi khoai lang này của mình nè, trồng đây lâu quá rồi. Chắc từ tháng 6 đến giờ 4 tháng rồi, để xem mình dỡ lên có củ không. Mà nó núp ở đây nè. Nè, nguyên cái chỗ này là rau tầng ô nè. Nó tốt quá, nó ngã qua bên này. Rau tầng ô. Chắc chút xíu nữa mình cắt cho thỏ ăn hết đi. Chứ đâu có lấy giống kịp đâu. Đó, ngã hết qua bên này. Chưa, rau tầng ô quá tốt luôn. Nó ngã nghiêng, ngã ngửa. Mình xem cái bụi khoai này nó có gì không. Khoai này là mình trồng từ nhánh lên nè. Đào thử ra củ không. Ra củ chắc mừng lắm, không ra củ thì thôi, nhổ cho thỏ ăn. Đó, nguyên cả bụi này các bạn. Không biết bị cái cây tầng ô này nó che, nó khuất ánh sáng, không biết có ra củ không nữa. Mình cứ đào đi ha. Đó, chặn qua mệt. Cái gì nó ra hột đây ta? Khoai lang mà nó ra hột à? Hay vậy? Nè, cái trái này trái thù lù. Rồi mình đào thử nha các bạn. Thử cái bụi khoai lang này thử có củ gì không nha. Xin cho có củ nhỏ tí cũng được. Có củ không?
cũ không các bạn ơi? Đó, có cũ gì đây? Chắc cũ nhỏ lắm ạ. Cũ gì chút xíu xíu vậy các bạn. Đào thử coi. Chắc không có cũ đâu các bạn ơi, nhìn là biết rồi, cái rễ của nó nè. Đó, đâu có cũ gì đâu. Hay có cũ ở dưới mà nó đứt rồi ta. Có cũ các bạn ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Không ngờ, không ngờ. Wow. Hy vọng cũ bự nha. Nè, sâu thiệt đó. Đã quá, đã quá. Mình tưởng không có cũ chứ. Lên, lên. Có nữa không? Nè, các bạn thấy không? Wow. Mình đào thử nha. Có cũ nè. Đào sao cho nó đẹp đẹp. Sẵn ở đây nha. Sang năm chắc trồng khoai lang. Cái này mình trồng bằng dây. Trồng bằng dây mà nó lên cũ nè. Đã quá. Giờ chắc nhổ lên ha. Nhổ sao nổi. Nó nổi không? Sao nặng dữ vậy? Có cũ mà không biết cũ. Mình mới thấy cũ nè. Đó các bạn thấy chưa? Cũ nè. Chắc mình trùng nè các bạn. Đó mấy con trùng á, chỗ ở của nó bị náo động rồi. Bây giờ nó chui lên đó. Chắc cầm dịch thử lên không? Wow. Củ li ti nhỏ nhỏ luôn. Quá chừng luôn ha. Để mình đào củ ở dưới xem nó bự cỡ nào. Thấy nó nằm. Oh my god. Nó bự quá các bạn ơi. Mê chưa? Nhìn cái củ nè. Thấy thương không? Đó. Nhổ cái dây lên rồi nè. Sang năm thiệt bạn. Sang năm á, cái vùng đất ở đây là mình sẽ trồng khoai lang hết. Củ nào củ nấy mình trồng. Nó thiệt là bự các bạn ơi. Nhìn cái củ nè. Ồ, đã chưa? Thiệt là đã nè. Còn nữa không? Làm sao? Bây giờ làm sao? Cậy lên giờ. Các bạn cũng nặng lắm á. Ồ, lên. Lên. Đã chưa các bạn? Bự nhất trong vườn luôn đó. Thiệt là đã nè. Không ngờ đất ở bên Mỹ này trồng khoai lang được các bạn. Vậy mà hồi xưa đến giờ mình tưởng không trồng được cho nên mình không trồng. Thiệt đã ha. Đó, có một mớ củ củ con nè. Nhìn ngon chưa? Sang năm á, mình sẽ trồng sớm hơn nữa để được thu cái củ. Trời ơi, hôm nay chắc vô chiên ăn ngon lắm. Củ gì đâu mà nó bự ơi là bự. Thương quá là thương luôn. Còn nữa không các bạn ơi? Nè, còn nhưng mà còn mấy củ nhỏ thôi à. Đã quá chừng. Mừng quá các bạn. Đó, không ngờ ha. Trong bụi khoai lang để tìm xem còn củ nữa không. Giờ mà còn một củ nào nữa chắc mừng, mừng lắm ạ. Còn nữa không ta? Các bạn thấy mấy cái củ này thương chưa? Đó, đáng lẽ có thời gian sống nữa là mấy cái củ này nó bự lắm. Đừng nói còn củ nữa nha. Hả, tội nghiệp mấy cái củ chưa? Nhỏ tí tí bị đào lên rồi. Nè, thấy chưa các bạn? Đó, đất của mình cũng tốt ha. Củ này chắc nửa ký á. Bự thì là bự, được trước mình đào được hai củ bự rồi. Bữa này đào thêm một củ bự nữa. Còn nữa không? Muốn đào nữa quá. Đào cái này giống như là đào gặp được đá quý á các bạn ơi. Giờ mà nó ra một củ nữa chắc mình mừng. Mừng còn hơn trúng số á. Đào nữa đi. Còn nữa không? Còn cái rễ thôi à. Wow, coi chừng ở dưới này có củ nữa á. Đã quá, được có củ thôi hả? Uổng quá vậy. À, hết rồi à. Đó, kết quả đào khoai. Đó, kết quả hôm nay được một củ khoai bự này các bạn. Mừng quá, bây giờ bẻ ra ha. Bẻ cho nó rời khỏi cái gốc. Để mình lấy cái gốc này mình trồng xuống lại. Đó, các bạn thấy chưa? Cái màu khoai rất là đẹp ha. Khoai này nó ngọt lắm đó. Đó, màu này. Đó, cái màu khoai lang này các bạn thấy chưa?
Nó màu cam cam mà nhìn tươi rói à ha. Củ này vô ăn chắc ngon lắm ạ. Nặng y luôn. Thấy thương ha. Nhìn cái củ thì đâu mà cưng quá chừng. Rồi, bây giờ cái gốc này chắc cho thỏ ăn hay là bỏ xuống lại không biết. Đó, nguyên bụi khoai lang này. Hay bỏ xuống lại đi rồi mình cắt cái lá mình cho thỏ ăn ha. Để mình còn được trồng mấy cái củ này nữa. Lỡ mấy bữa đào được mớ củ này, nhìn củ con này. Thấy tội nghiệp ha. Đó, cái này còn ra nó bự lên nữa, bỏ xuống lại đi. Đã thiệt á. Sang năm phải trồng thêm khoai lang. Rồi, lắp lại. Được củ khoai bự nè. Đó, bỏ vô đây. Đó, thu hoạch hôm nay đó. Đã chưa? Còn có cái nhánh đi theo nữa chứ. Dễ thương thiệt. Hôm nay là sẽ đào 4 bụi dền. Đây một bụi nữa nè. Đó. Trời lạnh quá mà. Không biết cái củ có bự không ha. Bắp thì như vậy đâu có thu được, còn non quá. Đây nè nè, đây kia trái cái rau màu tím dễ thương chưa. Đó. Còn non quá đâu có thu được đâu. Bên này cái trái có hộ không vậy? Cái trái còn chưa kịp tượng hộp nữa các bạn ơi. Bây giờ sẽ đào củ dền. Đó, bữa hôm đó mình trồng dền mình đào được mấy củ rồi. Bây giờ chừa lại mấy củ nè. Mấy củ này giờ tiếp tục đào ha. Nhìn cái màu lá đẹp ơi là đẹp ha. Đó, xem củ có bự không nha. Hôm nay là ngày mình đào củ. Tất cả những củ trong vườn thu hết vô nhà hôm nay. Trời sắp lạnh lắm rồi. Đó, xem nha, có cái gì không. Đào củ sao mình hồi hộp quá chừng, sợ không có củ. Đào nữa đi. Các bạn ơi, vui không các bạn? Mình đào củ khoai mình cảm thấy rất là vui. Vui còn hơn hái trái nữa đó. Nó hồi hộp chờ đợi để xem cái củ ở dưới nó có bự không. Ôi chà, sao quá vậy. Hả? Các bạn nghĩ cái bụi dền này có củ không các bạn ơi? Sao mình đào mình cảm thấy là mong chờ quá. Ngạc nhiên sớm. Để xem có được cái củ nào. Nhanh lên. Coi chừng trầy hết củ bây giờ. Có củ không? Có củ mà đò trầy. Sao đào hồi không thấy gì ta? Đây nè các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Nè, củ dền nè. Nó đã lộ ra rồi nè. Thiệt đã ha. Quá chừng là dễ thương. Núp ở đây bao lâu rồi bây giờ được đào lên nè. Nhìn cái củ thì đã quá chừng. Giờ làm sao ta? Làm sao? Nhổ lên cả bụi luôn cho nó khỏi bị đứt rễ nè. Hey, chà, đã quá các bạn. Các bạn nhớ trồng cái gì mà có củ đào ăn lên vui lắm. À, giờ làm sao mình nhổ củ này mình nó mọc hơi sâu ha. Wow, sợ đứt rễ quá các bạn. À, nhẹ nhẹ thôi. À, lên hết không? Nhìn con trùng nó bò nè. Lên đi. À, cái rễ nó cũng ngắn, không có bự lắm các bạn. Nhìn cái củ nè, đứt rễ chưa? Chà. Hôm nay đã quá các bạn. Được một củ dền, một củ khoai. Nhìn củ dền thấy cưng chưa? Sang năm trồng tiếp nha. Được trước hái mấy củ dền vô hầm xương, hầm cà rốt. Ăn rất là ngon. Nè, bây giờ được đào lên nguyên củ tươi luôn nè. Đã quá. Đó, trái cà chua hôm nay cho nằm giữa đi. Đó, một củ khoai, một củ dền. Tiếp tục đi đào củ dền tiếp các bạn ơi. Đi tìm củ dền này các bạn. Đó, mấy bắp cải mình trồng không biết có ra được bắp không nè. Đây nè, đây nó tấm lại thành cái trái banh này đây nè. Ở bên kia nữa. Đó, hy vọng mùa đông sẽ ra bắp cải để cho mình hái nha. Mùa xuân mình hái. Đây, đây một bụi dền nữa nè. Bụi này cũng hơi tốt mà không biết có củ không ha. Đó, cứ đào đi. Rồi tính sau. Đó, mình gieo rất là nhiều dền cũ để mình trồng khoảng tháng 3, tháng 4 mình thu đó các bạn.
Đó, bây giờ thì có cây nào á thì mình đào cây đó thôi. Mấy cây này mình trồng từ tháng 5 đó. Bây giờ tháng 10 cũng 5 tháng rồi. 5 tháng rồi, bây giờ cứ đào đào đi ha. Có củ thì mình lấy, chưa gì đã thấy rồi nè các bạn ơi. Củ này nó mọc cạn hơn nè. Nè, đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? Các bạn thấy rõ chưa các bạn? Đó, các bạn có thích không? Mình thiệt là thích quá chừng luôn á. Giờ làm sao đây? Nhìn cái cây này, dễ thương ha. Đó, xuống tới dưới chuẩn bị đào lên rồi. Đào lên thu hoạch cho rồi chứ. Tới ngày tới mùa phải lấy vô rồi chứ đâu để đây được. Để đây nó hư. Nó thối, nó hư hết mấy cái củ này. Ha. Đã chưa các bạn? Giờ đào bằng tay không dám đào bằng cái xẻng này, nó sợ nó hư á. Nhổ đi ha. Nhổ thử được không? Ôi da. Ồ, nó đứt rễ rồi các bạn ơi. Nghe rắc 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 ở dưới. Ồ, nó đứt cái chân rễ rồi, nhìn cái củ đã chưa? Mê chưa là mê nè các bạn. Bỏ vô đây. Ngon ha. Đó, đứt rễ rồi. Đứt mớ rễ ở dưới. Cái rễ nó mọc ở sau lắm á. Nè, còn cái rễ ở dưới nè. Rễ nè. Đó, rễ màu nè. Thôi, lấy được hai củ dền. Đó. Đây củ nữa nè. Đây củ này các bạn. Wow. Đây một củ nè. Đã chưa? Đây củ nữa, bỏ vô đây luôn. Hôm nay vui quá. Đó, còn lá tươi ha. Đó, thì mình đem về nhà sẽ nấu canh. Đó, củ về này cái đất này nó cứng quá. Nhổ là nó đứt cái rễ. Bây giờ tiếp tục đào củ này. Xem cái củ này có bự không. Ba cái củ này nó cũng đều đều với nhau ha. Củ này bự nhất nè, cái củ này mọc. Nhìn cái lá nó tốt nhất là nó bự nhất. Còn mấy củ này lá hơi yếu yếu thì củ nhỏ hơn. Đó. Này, cái này được cái rễ dài nè. Mấy cái kia mình đào đứt rễ chân. Các bạn ơi. Còn bụi cuối cùng nữa là xong rồi ha. Bụi này nó sao vậy? Nó có cái miếng gì dưới, miếng xanh, miếng gì dưới đây. Wow. Đây nè, đây nè. Củ này các bạn. Củ này vô làm gì ăn các bạn. Nhiều bạn còn đăng ký nói mình làm xoăn môi củ dền đi. Chị ơi. Đào tí nữa đi. Nhổ nó đứt. Nhổ nhà nó keo quá. Nhổ được không các bạn? Đó, nó đứt rễ rồi. Nó kêu rặt rặt là nó đứt cái chân rễ. Cái chùm rễ dưới. Mình thích nhổ phải có cái bụi rễ nhìn mới vui. Củ này cũng ok. Không có bự mà cũng không nhỏ. Có ăn là ok rồi. Được 4 củ dền. Ngon ha. Lấy nước xịt vô cho nó. Cho nó sạch sẽ. Đó, dễ thương chưa? Trồng cây cối thì là đã nè. Còn cái bụi này là bụi gì đây? Bụi này là cái bụi cái bắp cải, cái bông cải màu trắng đó các bạn. Ở đây nè, đó, mình trồng nè. Bây giờ nó ra nè, mùa đông. Nó ra được cái bông cải màu trắng. Còn bên này nó chưa kịp ra bông nè. Còn đây thì nó chưa kịp ra bông. Coi, ra chưa? Nè, nó đang ra nè các bạn. Nó đang ra cái bắp cải màu trắng nhỏ nhỏ ở trong này, dễ thương ha. Đó, các bạn thấy không? Cái tay mình đất không là đất. Rồi, đó, được bắp. Chắc 2-3 tháng nữa được hái rồi. À, các bạn ơi, nhổ được mấy củ dền với được củ khoai lang này các bạn. Bây giờ mình tưới nước vô cho nó sạch nước đi ha. Wow, nhìn đẹp chưa? Đã thiệt á nha. Nhìn mê chưa các bạn? Đó. Ngon thiệt là ngon nha. Củ khoai lang nhìn thương nè. Thương nhất nè. Lần đầu tiên mình trồng khoai lang khoai dền. Rau dền này thì mấy mùa trước. Năm trước mình cũng có trồng rồi. Năm này mình trồng.
cũng được mùa ha, trồng cái gì cũng được mùa hết thế. Mới xịt nước xong sao giờ nó đen tù lu vậy, xịt tiếp đi. Rồi đẹp chưa? Đã quá. Ở đây có một trái ớt này, trái ớt chuông này, rửa sạch đi rồi hái cho nó đẹp. Đó. Trái ớt này là mình gieo bằng hạt đó các bạn. Mình trồng ở chỗ này ít chăm sóc quá, để cho nó tự lớn này nó cũng ra được. Các bạn ơi, cây ớt chuông của mình nè, có chút xíu xíu. Mình trồng ở đây để cho nó tự lớn nè, ít có chăm sóc, để cỏ mọc tùm lum hết trơn. Năm này không có chăm cái vườn lắm, tại cái vườn nhà mình đang bị sửa chữa đó, cái cha xe chạy tới chạy lui, mình không chăm lắm. Cũng được trái ok ha. Ớt này không biết phải ớt chuông không hay là cái loại ớt mini chuông. Nhìn cái trái nè, ngon ha. Đó, bây giờ phải thu hoạch rồi các bạn, không có để đây được, tại hết mùa rồi. Đó, bỏ vô đây. Wow, hôm nay được rau quả nè, cà chua nè, củ dền nè, thương. Khoai lang nè, đã quá chừng luôn. Đó, ngày nào mà được ra thu hoạch đó là vui cả tháng luôn các bạn. Thu hoạch xong sao mình thích quá chừng. Thôi đi qua chỗ khác xem có trái gì nữa không, củ gì nữa không, mình hái mình đào luôn nha. Cái cà chua này thì mình mới trồng sau này nè các bạn. Đó, nó đổ trái xuống đây nè, thấy chưa, một mớ trái luôn. Trái nào trái nấy căng tròn luôn mà không có chín, lấy đâu hái các bạn. Ở dưới nữa nè, nhóc luôn ha. Đó, thương chưa. Để vậy đi, khi nào chín thì hái, không chín thì nó hư luôn. Chua bây giờ lá nó đen đen vàng vàng hết rồi các bạn ơi. Trong này có được trái chín nè. Đó, bỏ vô đây luôn ha. Thêm màu, thêm đủ thứ màu cho cái rổ của mình hôm nay. Đó, hôm nay thiệt là cần cái rổ, lạ lạ ha. Còn trái nhỏ nè, hái đây nữa. Wow, ở đây nó chín nguyên chùm nè, dễ thương chưa. Để nguyên chùm đi cho nó đẹp. À, rớt rồi. Thương chưa các bạn, nguyên chùm nè, không biết bẻ được không ấy. Có cái mắt ở đây nè, nó dài quá à. Muốn bẻ nguyên chùm sao bẻ không được. Wow, được rồi nè, ngon chưa. Bỏ vô đây, đã chứ. Hôm nay là rau quả không có trái cây. Dâu hôm nay, ngày hôm qua hôm kia mình thấy có vài trái mà giống như có ai hái rồi đó, cho nên mình ra mình quay phim không còn cho các bạn quay nữa. Ngày hôm qua chắc có ai hái thì quay phim không còn trái để hái nữa. Vậy là hái được rồi đó. Ngon ha. Đây, chặt luôn cái rổ rồi. Còn chỗ đâu nữa là để. Chặt chưa. Mấy cái củ dền này nhìn thấy thương thiệt đó. Nhìn đẹp chưa. Mê thiệt đó. Đi tìm thêm cà chua nữa, hái thêm vài trái nữa rồi vô nhà nha các bạn. Nè, cà chua đen hôm nay cũng chín nè. Hái thêm mấy trái cà chua đen nữa. Wow, rớt rồi. Được hai trái cà chua đen. Chỗ có chỗ không? Chỗ bỏ không vậy? Bỏ vô che khuất hết trơn rồi. Đó. Đây trái nè, chín. Đây trái chín luôn. Đó. Đào khoai đào gì đất không à. Ngon ha. Còn nữa không? Trái này ok ha. Trái này nó hư rồi các bạn. Đó, lần lần nó cũng chín hết rồi. Xem bên này có trái chín không. Hết rồi các bạn ơi. Nó phải hồng hồng ở dưới mình mới hái được. Bên này cái trái này ok không. Chưa gì đã rớt rồi. Trái này chín nè. Đó, cái rổ hôm nay đem hơi nhỏ ha. Bằng cái trái cà chua này các bạn. Biết cái chín nổi không nữa. Nhìn nè, cái cuộn của nó nè, nứt ra hết trơn rồi. Cái trái này chắc nửa ký không.
nó bự lắm á. Cà chua gì mà trái bự vậy mà không chín cho người ta ăn thử nó ngon không? Cái nấp hoài là rụng hết trơn các bạn. Giờ cây cà chua nó nặng quá, nó đổ nè. Đó, giờ làm cách nào mà nâng nó lên. Đó, cà chua nè, trĩu luôn. Trĩu trái mà nó đổ xuống như vậy. Mình thấy thương chưa nè. Đó, các bạn thấy không? Trên này nữa. Này nguyên. Giờ các bạn ơi, đào khoai vô tới nhà rồi. Tay chân lắm lem mà, chân nè. Vui, đào vậy mà vui lắm. Đó, được một củ khoai. Bây giờ sắp ra cái rổ rộng hơn để quay cho nó đẹp nha. Đó, đây nữa. Củ dền này, củ dền quá ngon luôn ha. Rồi. Đó, nhìn cái cọng dền nó tốt chưa? Cái màu nó đẹp ha. Đó, thì sẽ nghiên cứu làm son. Son củ dền xem sao nha. Đó, đó, sắp lên đây tí. Lên cao cao tí. Cao tí, chừa chỗ để cho cà chua nữa. Cà chua vô nữa nè. Ớt chuông nè, cà chua nè. Đào chung với củ. Cà chua nó lấm lem luôn. Đó. Nó dính một chút xíu bùn đất á. Mình vô mình có rửa sơ rồi để cho các bạn thấy đẹp hơn ha. Hôm nay đào củ dền nè, rồi đào khoai lang quá là vui luôn. Đào sao mà nó mừng mừng, khi mình đào lên á, mình cảm thấy cái củ nó ló lên á, mình thấy rất là vui các bạn. Không có cảm giác nào mà vui bằng đào củ khoai nha các bạn. Các bạn nhớ trồng và đào cho vui nha. Đó, ở Việt Nam dễ trồng mà, ở Mỹ thì lạnh quá cho nên mình trồng ít có được. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.